Thế tại sao mày làm thế? Chúng ta biết cách giao tiếp ấy, biết cái nhu cầu của họ ấy, biết đặc điểm của họ ấy, thì chúng ta rất là dễ giao tiếp. Đấy, hay ví dụ có một cái câu chuyện như này thôi, nó là câu chuyện rất là đơn giản thôi, nhưng mà bởi vì chúng ta nghĩ nó là đơn giản cho nên là nhiều khi là chúng ta không biết những cái vấn đề trong cuộc sống. Gia đình này thì bà mẹ là người nhóm D, còn đứa con thì là người nhóm F. Thì tất cả những cái việc gì trong cái cuộc sống, là từ ăn uống như nào, rồi từ ăn mặc như nào, từ chọn trường như nào ấy, là bà mẹ bà quyết tất. Thì bà mẹ bà học xong về DIC rồi thì về bà mới hỏi đứa con: con ơi, hôm nay con ăn gì để mẹ nấu? Mà đứa con nó nhìn mẹ nó như kiểu là một vị Bồ Tát ấy, nó lạ lẫm. Cả đời này nó chưa bao giờ được mẹ hỏi một câu là hôm nay con ăn gì để mẹ nấu. Thì cái tình cảm mẹ con tự dưng thấy nó ở thấy cái cảm xúc nó lên rất là nhiều. Cái tình cảm mẹ con tốt hơn rất là nhiều chỉ bằng mỗi cái việc là hỏi hôm nay con ăn gì thôi. Bởi vì cái lý do như này là cái người nhóm F là cái người rất là yêu thương người khác, rất là dễ chấp nhận. Cho nên là nhiều khi mẹ nó chọn cho nó những cái món mà nó không thích nó vẫn ăn, chọn cho nó cái trường mà nó không thích nó vẫn học, nó chọn cho những cái bộ đồ mà nó không thích nó vẫn mặc, bởi vì nó yêu thương mẹ nó. Và mẹ nó thì là người nhóm D cho nên là luôn là áp đặt người khác, chưa bao giờ nghĩ đến người khác, thì hôm nay nghĩ đến người khác thì đứa con này nó cảm thấy là rất là tuyệt vời. Thế DIC là như thế, những cái điều đơn giản, những điều nhỏ trong cuộc sống này thôi giúp chúng ta thay đổi, làm cuộc sống nó trở nên tốt hơn. Mà chúng ta trở nên tốt hơn ấy, thì chúng ta sẽ bán hàng tốt hơn. Bởi thực ra cái quá trình bán hàng chính là cái quá trình thấu hiểu người khác, thấu hiểu nhu cầu của họ thì chúng ta bán được hàng, đúng không các bạn? Đấy, và nếu mà chúng ta rèn luyện DIC đủ nhiều ấy, thì gặp ai chúng ta cũng đọc được nhu cầu của họ đang cần gì, họ là thuộc nhóm người nào. Nên mấy cái chia sẻ với bạn cái câu chuyện lúc đầu ấy, câu chuyện tại sao có một câu anh Đức yêu dấu ơi mà hôm nay lại phải đến đây giảng. Đấy là bởi vì là mình cũng yêu thương con người. Đấy, nếu như cái câu đấy mà nói vào ông nhóm D nhá, thì bảo thôi, liên quan gì đâu, chỉ tập trung công việc là chính. Đấy, nhưng mà với người nhóm F thì người ta quan tâm con người hơn, quan tâm tình cảm hơn, trân trọng tình cảm. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần ứng dụng này. Nhóm D nhá, với nhóm D, họ mong muốn trở thành số 1. Cái nhu cầu của họ là mong muốn trở thành số 1, thì mình chỉ cách cho họ chiến thắng vào những cái cơ hội mới. Nhớ là gặp nói chuyện với người nhóm D là phải đề cao họ trong giao tiếp. Lại bảo là ui, chắc là anh chưa đi chụp ảnh nhiều nên anh không biết cái phần này thì chết. Cái thứ hai là họ là những cái người mà suy nghĩ logic. Thì khi mà mình trình bày thì mình phải trình bày rất là tập trung, rất là ngắn gọn, rất là rõ ràng. Cái thứ ba đấy là phải phản hồi nhanh. Người nhóm D cái hiệu suất của họ rất là cao nên họ mong muốn những cái người mà giao tiếp với mình hiệu suất cũng cao, nên là phản hồi nhanh. Ví dụ bạn có chồng nhóm D mà chồng gọi nhỡ cái thì cầm được điện thoại là phải gọi lại luôn. Tiếp theo nữa là họ muốn những cái dữ liệu chính xác thì mình phải cung cấp số liệu. Nói gì phải cho họ cái số liệu. Thứ tư là họ muốn phấn đấu kết quả thì mình nói cho họ cái thời hạn và ủng hộ. Thứ năm là họ thích tự lựa chọn thì mình đưa ra cái lựa chọn, cho họ lựa chọn trong cái phạm vi cho phép. Ví dụ đừng bảo là anh ơi anh ở nhà trông con cho em. Hãy bảo là anh ơi bây giờ là, hoặc là anh trông con, hoặc là bây giờ anh trở về nhà bà ngoại. Thì anh ấy sẽ lựa chọn xem là anh làm gì cho họ lựa chọn. Tiếp theo nữa là họ muốn người khác chú ý đến thành tích thì khen ngợi những gì họ đã hoàn thành. Cái phần này là khác nhau nha. Người nhóm D thì muốn chú ý đến thành tích. Người nhóm Y muốn người khác chú ý đến gì các bạn? Đến bản thân họ. Người nhóm F muốn người khác chú ý đến những gì bạn? Tí nữa chúng ta sẽ nói. Nhưng mà không phải là chúng ta có một câu khen xong là gặp khách nào chúng ta cũng khen như thế nữa. Học xong cái phần này chúng ta sẽ biết là gặp ai thì khen cái gì. Gặp khách nhóm D thì khen vào thành tích.
khen họ vô địch giải gôn, đấy, khen họ phấn đấu họ mua được xe đẹp, đấy, khen họ là tốt ở trong một cái lĩnh vực nào đấy thì họ thích. Thứ bảy này họ cần được gánh vác trách nhiệm, nên là mình sẽ để họ lãnh đạo khi thích hợp và đưa ra các chỉ tiêu. Nên mình có người nhóm D ở trong đội nhóm ấy, mà không để họ lãnh đạo thì hơi phí. Kể cả là họ đang là nhân viên mới thì hãy cho họ quản lý cái nhân viên mới hơn. Tức là người nhóm D cần được gánh vác trách nhiệm ấy, nên là chúng ta hãy cho họ gánh vác, cho họ một cái trách nhiệm gì đấy. Tiếp theo nữa là họ là người thích áp đặt. Thì khi mà giao tiếp với họ, chúng ta cần phải đồng thuận trước khi đưa ra các thông tin khác. Hoặc là ví dụ như này, chồng bạn đang định mua một cái ô tô 5 triệu. Bạn bảo là lấy đâu ra tiền mà mua ô tô, mua ô tô về có đi đâu, mua ô tô thì phí hoài phí tiền. Thì thay vì thế thì bây giờ các bạn hãy đồng thuận trước là như nào. Được, anh mua ô tô cũng được, mua ô tô thì đỡ nắng đỡ mưa đấy. Anh mua thì là cả em và các con thì đều rất là hạnh phúc, đều cảm thấy rất là tự hào. Nhưng mà cái ô tô này thì 500 triệu em thấy nó chưa đẹp lắm. Thôi bây giờ anh phấn đấu lên cái 1 tỷ. Hoặc là thôi anh đợi mua hẳn con mẹt cái gì thôi xuống. Thì bao giờ có tiền mua mẹt thì tính tiếp. Thì bây giờ chưa đủ tiền đúng không? Đang có 500 triệu là phải cố rồi. Bây giờ bảo ông là thôi cái tầm như anh là phải đi con 1 tỷ, phải đi con 2 tỷ vào thì nó mới xứng đáng. Thì thế thì nghe cũng hợp lý. Thì thôi cố phải đi con 2 tỷ. Thì bao giờ đến con 2 tỷ mà mình chưa muốn mua thì mình lại nói chuyện tiếp. Còn từ 500 mà cố đến 2 tỷ còn lâu. Mà ông ấy cố được thì mừng quá rồi đúng không? Thì được lợi cho cả mình cả ông ấy đúng không? Thì đấy chính là đồng thuận trước khi đưa ra thông tin, chứ đừng có phản đối người ta nhá. Rồi đấy là cách giao tiếp với nhóm D. Cách giao tiếp với nhóm Y này, nhóm Y là họ quan tâm tới sự có mặt của bản thân và vẻ ngoài của họ, nên là bạn hãy cho họ thấy rằng là bạn ngưỡng mộ họ, bạn thích họ. Với cái nhóm Y này thì các bạn đừng tiếc lời khen, khen láo cũng được, vẫn thích. Ui chị mặc cái váy này tuyệt đẹp, vẫn thích. Nhưng mà với nhóm C nhá, mà các bạn khen sai là họ chửi lớn đấy. Nhóm này khen thoải mái thôi, khen linh tinh, khen gì cũng chấp nhận hết. Ví dụ mà thấy một anh mà kiểu tầm cao như Đức này mà biết là anh nhóm Y chẳng hạn, vui công nhận là anh không dáng đẹp ví dụ thế, vẫn thích nếu như họ là nhóm Y. Nên là cứ khen thoải mái, đừng tiếc lời khen về nhóm Y. Cái thứ hai ấy, là họ thích tìm đến những cái môi trường và con người sôi nổi. Cho nên là trong cái tổ chức của bạn, bạn muốn giữ được những người nhóm Y ấy, thì bạn phải tạo ra một môi trường sôi nổi. Hoặc trong gia đình của bạn ấy, bạn muốn giữ được người chồng, người vợ nhóm Y mà người ta bên cạnh mình suốt đời ấy, thì luôn phải có một môi trường vui vẻ, luôn mời bạn đến nhậu, rồi luôn là tổ chức những cái cuộc ăn chơi, cái cuộc tụ tập, nói chung là những cái sự kiện vui để làm tăng năng lượng. Còn cái người nhóm Y mà thấy mà cuộc sống mà buồn họ đi nhé. Cái thứ ba là họ mong muốn biết những cái điều khái quát, thì mình tránh đi vào những cái chi tiết. Ví dụ trong bất động sản thì nó như này. Nếu như mà mình gặp một người nhóm Y thì mình sẽ không bảo khách là: "Nha, bây giờ nha, chị
ký hợp đồng nhá, là phải chị phải chuẩn bị cho em là chứng minh thư này, sổ hộ khẩu này, rồi chị phải làm việc với ngân hàng này để bạn ấy ra được một quyết định giải ngân cho chị này, sau đấy chị gửi hồ sơ để làm việc với các bạn đấy. Mình cứ trình bày một hồi nó bảo ui thế phức tạp lắm, thế chị mua đấy. Vậy mình chỉ cần bảo là chị cứ ký toàn bộ giấy tờ em lo chị hết, chị chỉ được gật lắc đấy, còn lại tất cả mọi vấn đề là em xử lý hết. Thế thì ok. Nhưng mà với cái người, nếu như chúng ta gặp những người nhóm C chẳng hạn, thì họ lại cần ở đâu, bước 1 như nào, bước 2 như nào, tài liệu đâu, đưa ra càng nhiều càng chi tiết càng tốt. Rồi tiếp theo nữa, với cái người nhóm Y đấy là họ cần cái sự tham gia và kết nối của mọi người, nên là bạn hãy tham gia cùng họ và tương tác để họ nói nhiều. Cái thứ năm của người nhóm Y đấy là họ cần được mình giúp đỡ để mọi thứ trở nên ngăn nắp và có tổ chức hơn. Tiếp theo là giao tiếp với người nhóm Y là để ý nhắc họ về thời gian. Ví dụ bảo là em ơi, hôm nay em làm MC yêu chương trình này nhá, kịch bản đây. Thì nếu mà giao cho người nhóm Y là kiểu gì là nó cũng làm sai kịch bản của mình, nó sẽ làm quá thời gian. Tiếp theo cái thứ bảy đấy là văn bản hóa những gì họ nói, tức là họ nói xong họ rất là hay quên. Ví dụ như vợ mình bảo là đến sinh nhật anh thì em sẽ tặng anh cái iPhone 14, thì lúc sau các bạn phải nhắn tin lại luôn, nhắn bằng tin nhắn ấy, chứ đừng gọi điện, nhắn lại. Lúc nãy em bảo là sinh nhật sẽ tặng anh iPhone màu gì nhỉ, thì đấy là một dạng xác nhận đấy các bạn, xác nhận bằng văn bản là nhỏ nhớ, thì không họ mau quên lắm. Nên là với vợ nhóm Y cũng thế, mà với khách hàng nhóm Y cũng thế, với sếp nhóm Y cũng thế. Cách giao tiếp với nhóm F đấy là giúp họ thể hiện được suy nghĩ để họ cởi mở, tức là phải đến bắt chuyện. Tức là bình thường là họ sẽ tỏ ra ít nói đúng không ạ, nhóm F đấy, nhưng mà khi mà họ đã thân thì họ cũng bắn liên thanh luôn, họ cũng nói như nhóm Y luôn. Thì cái việc của chúng ta là giúp họ cởi mở. Thì có một cái bí quyết ở đây, để nếu như mà các bạn có những cái người khách hàng của mình là nhóm F, hay là có những cái người sếp của mình là nhóm F, thì có một cái bí quyết rất là đơn giản để bạn thân với họ đố biết là gì, là nhờ họ làm cái gì đấy. Đấy, nên là giao tiếp là đơn giản không các bạn, mình đâu cần giỏi gì đâu đúng không, giỏi đọc mỗi xem là họ thuộc cái nhóm nào, yêu cầu là gì, nhờ họ thôi. Cái người nhóm F thì người ta rất là thích giúp đỡ người khác, nên là khi mà mình nhờ thì họ sẽ giúp. Thì nhớ là nhờ những cái việc nhẹ nhẹ nhá, học xong về lại nhờ những cái việc mà nó khó làm, nó vừa bực mình vừa mắng nhau. Tiếp theo cái thứ hai đấy là họ quan tâm đến sự bền vững. Thì bạn cho họ thấy cái ý tưởng của bạn giảm thiểu bao nhiêu rủi ro. Ví dụ trong bất động sản thì nó sẽ là anh chị cứ mua đi rồi em cam kết là em bán lại cho, ví dụ thế. Nhóm F này cũng là những cái nhóm logic, thì các bạn trình bày với họ thì trình bày logic. Trong ba nhóm này nhá, thì chỉ có mỗi nhóm Y là không cần logic, còn các nhóm còn lại thì các bạn trình bày logic. Tiếp theo về cái phần khen ngợi này, với nhóm D thì chúng ta khen vào cái thành tích họ đạt được, với nhóm Y thì chúng ta khen ngợi vào cái gì các bạn? Khen ngợi vào bản thân họ, khen ngợi là họ là người xinh đẹp, người thông minh như thế nào, người tài giỏi như thế nào, họ mặc đẹp như nào, cái điện thoại của họ đẹp ra sao, cái túi sách của họ đẹp ra sao. Đấy với nhóm Y. Thế còn với nhóm F thì khen cái gì các bạn? Với nhóm F nhá, là chúng ta sẽ khen ngợi cái tính kiên trì và nhẫn nại của họ, khen ngợi cái quá trình họ đã bền bỉ, họ đã nỗ lực ra sao để họ đạt được kết quả này. Ui bảo công nhận chị, thế mà chị cũng tìm được cái cửa hàng của em. Các bạn khen cái câu đấy với ông nhóm B, với ông nhóm Y nó không ý nghĩa, nhưng mà với ông nhóm F ấy thì cũng vẫn thích. Xong người ta sẽ chia sẻ, cửa hàng của em khó tìm mà, chị phải tìm mãi, gọi mãi, search mãi, đi mãi, hỏi mãi mới đến đây. Rồi tiếp theo nữa là họ không thích những cái mâu thuẫn các bạn.
nên là không đập bàn đập ghế, không hung hăng. Thế nha các lãnh đạo nhóm D nhá, biết mình có nhân sự nhóm F rồi thì trước mặt họ đừng có biểu diễn những kỹ năng hung hăng nhá. Nhiều người cứ nghĩ là phải chửi nó mới làm nhá, không phải ai chửi cũng làm. Nhóm nào thì chửi được các bạn? Nhóm nào thì chửi được? Hả? Các bạn học rồi thì nhóm nào chửi được nào? Y là nó thích vui vẻ đúng không? Thế bạn chửi nó còn vui vẻ không? Nhóm F thì rất là yêu thương, cái chửi thì đương nhiên là nhóm F cũng thích rồi. Nhóm C chửi, chửi cũng được, anh chửi cũng được, nhưng mà nó sẽ ghi vào sổ à? Ngày 10 tháng 3 Thực ra nhá, là chúng ta không nên chửi nhóm nào hết, không nên chửi. Trong phần kỹ năng lãnh đạo các bạn, nó có một cái phần kỹ năng, đấy là kỹ năng cáu. Các lãnh đạo này, có một cái phần kỹ năng là kỹ năng cáu. Cáu cũng phải học nhá. Thế tại sao mày làm thế? Nhưng mà chỉ được cáu trong vòng 3 giây thôi. Các bạn chửi cái gì, các bạn khó chịu gì trong đúng 3 giây thôi là các bạn phải trở lại trạng thái bình thường. Còn nếu các bạn làm quá 3 giây là nó sẽ ghép và cái việc chửi nó không tác dụng. Đấy, nên là cáu thể hiện cái cảm xúc gì trong vòng 3 giây. Với nhóm F đây là họ thích cái không khí bình yên, điềm tĩnh. Thì bạn phải tạo ra những cái không khí thoải mái, thân thiện trong cái môi trường làm việc. Thứ bảy nữa là đội nhóm F này họ thích làm việc nhóm, cho nên là tạo điều kiện cho họ làm việc nhóm. Thứ 8 là họ thích giúp đỡ những người khác, thì để cho họ cái cơ hội để giúp đỡ mọi người. Rồi nhóm C nhá. Nhóm C để mà giao tiếp với họ này, trở thành người tin cậy trong mắt họ. Thứ ra trước khi trở thành người tin cậy, các bạn trở thành người an toàn trước, trở thành những người mà không gây hại cho họ. Nếu họ cảm thấy bạn là có cái gì đấy mất an toàn, là những cái người nhóm C này họ sẽ đề phòng, họ sẽ không làm được với bạn luôn. Tiếp theo là những người nhóm C là những người rất là thích dữ liệu, nên là khi bạn trao đổi, bạn bán hàng cho họ ấy, thì càng nhiều tài liệu, càng nhiều thông tin, càng nhiều dữ liệu càng thích. Với người nhóm Y thì thôi nói nhanh nhanh lên, không cần nói chi tiết đâu. Đi mua váy cưới nhưng mà kể chuyện là đi du lịch cũng được. Anh chị lấy nhau xong là đi du lịch ở điểm A, điểm B cũng được. Đấy, nhưng mà với cái nhóm C này này thì lại phân tích vào chi tiết vào cái váy nó đẹp như nào. Mà đưa càng nhiều thông tin càng tốt. Ví dụ váy này là nó đẹp như nào do ai may, đường liền, đường chỉ, rồi giá tiền, rồi chất liệu cấu thành, rồi những ai đã từng mặc những cái bộ tương tự, vân vân các bạn, thì họ rất là thích có thông tin càng chi tiết càng thích. Thích rất cái nữa đấy là họ rất là thích văn bản giấy tờ, tức là mua bán là phải có văn bản các bạn, phải được ký giấy, được ký hóa đơn, được ký hợp đồng. Nhóm Y thì không quan tâm đến hợp đồng, không biết hợp đồng là gì luôn, có đưa hợp đồng không thèm đọc, đúng các bạn nhóm Y. Tiếp nữa là nhóm C họ thích làm việc theo quy trình, thì mình đưa quy trình cho họ. Nhóm C rất thích nhá. Thực ra là trong cái quá trình mà Đức đào tạo ấy, thì Đức rất là thích dạy cho các bạn nhóm C. Cái lúc đầu ấy thì có thể bảo họ thay đổi được cái điều gì đó, nó mất thời gian lắm. Nhưng mà khi mà họ đã thay đổi, họ đã hiểu là cái việc đấy cần phải làm, cần phải thay đổi, thì họ sẽ làm rất là tốt, rất là tập trung, rất là nỗ lực. Nên là cái lãnh đạo mà thuộc cái nhóm DC là một lãnh đạo rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn.
rất là chi tiết, rất là công việc hóa, rất là quy trình hóa. Cái tiếp theo nữa là khen này, thì chúng ta khen là cái gì của nhóm C các bạn? Nhóm D là chúng ta khen cái gì nhỉ? Khen là thành tích này. Nhóm Y khen là cái gì? Khen bản thân họ. Nhóm F khen vào cái gì? Sự kiên trì bền bỉ của họ. Thì nhóm C chúng ta sẽ khen vào sự chính xác của họ. Nên ví dụ nhá, các bạn ấy làm MC cho Đức chẳng hạn, thì với nhóm Y thì Đức sẽ khen là: "Ôi cảm ơn em, hôm nay em đã tạo cho vụ trường thật sự là rất là nhiều năng lượng. Và các bạn hãy dành một tràng pháo tay cho MC xinh gái ngày hôm nay." Thế là sướng đúng không? Còn với nhóm C thì: "Cảm ơn em làm quy trình rất tuyệt vời, rất chính xác, rất đúng giờ luôn. Đấy, chỉ có giao cho em thì anh ấy yên tâm và làm cái MC chương trình." Kiểu thế, tự khen vào sự chính xác của họ. Tiếp theo nhóm C là họ thích suy ngẫm này, thì hãy nói cho họ why, why how, tại sao, như thế nào. Tiếp theo nữa là hãy kiên nhẫn khi họ đào sâu. Tức cái người nhóm C họ hay có xu hướng là tiêu cực đúng không các bạn, nghi ngờ. Nên mình đưa sản phẩm cho họ thì họ sẽ hỏi mình rất là nhiều. Ở ví dụ mình đưa cho họ một cơ hội hợp tác kinh doanh, họ cũng hỏi mình rất là nhiều. Thì mình phải kiên nhẫn. Nhiều khi mình đưa cho họ, mình muốn cái điều đấy là điều tốt với họ ấy, nhưng mà họ lại cứ nghi ngờ mình, thì các bạn cứ kiên nhẫn với họ. Và đặc biệt đấy là khi mà các bạn khen với nhóm C ấy, thì các bạn phải khen cho đúng. Khen vào cái tính chuyên gia của họ, khen vào tính chính xác của họ. Nhóm này không khen sai đúng không? Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.